chuyện hết. Em nói là một cái bông nó có muốn màu đỏ cũng được nữa nha. Tại giấy nhúng còn mắc anh, giấy nhúng nó mắc chứ giấy này nó đỡ hơn nè, cái giấy em đang xài luôn nè, giấy trơn này nè. Em mua miếng có 3-4 ngàn à, mà miếng bự và bá lửa này nè, em xài hết khúc rồi đó, mà em mua bẩm có 2 miếng à, giờ miếng này miếng cuối cùng rồi, hết trơn rồi. Bữa giờ làm Noel nó không có trời luôn, mà sao em miếng này thì làm đẹp hơn miếng kia, mèo khen miếng này đẹp hơn miếng kia, nhìn nó cũ quá, cái lá như giấy nhúng nhìn nó cũ. Em tưởng màu xanh này ít làm nè, nên mới mua có 2 miếng. Không biết đủ để làm thông không ta. Không, hồi nãy hình như có 2 kiểu luôn, đúng mà 2 kiểu, có kiểu kia nữa. À có kiểu kia nữa, không sao. Kiểu kia nữa chắc đủ. Anh đi ra anh nói bụng quá anh ơi, mua nước gì uống nha. Không biết gì nè, không khỏi mua cũng được, về đây pha về họ pha nước em uống không, đây cũng được, khỏi đi cũng tiện. Bỏ em sạch cái thăm Noel đó bằng 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 giấy mà đơn giản lắm nha, mà bán trên mạng, bán trên Shopee anh. À, bán nhiêu ta? À, nhiêu ta 45.000 hay 60.000 gì đó. Hai kiểu hay tùy theo cái thước. Mà ý là cái thông nhìn nó đơn giản lắm nè, nhìn nó không có đẹp đâu. Mà bán còn gì nữa. Tại em thấy người ta mà chụp hình, người ta bình luận, người ta khen dễ thương ấy, nhưng mà em thấy nhìn nó xấu hơn mấy cây của em làm. Nó đơn giản quá. Chỉ cần tưa ra rồi gắn mấy cái hộp mốt ra thôi à. Ừ, gắn vào sao kinh tuyến trên đầu thôi à, thì mấy cái đó còn đơn giản hơn của em rồi, làm sao bằng của em được. Nhanh đi, nó bụng quá, chắc đỡ một oxy ăn trước rồi. Ăn nhanh, nó bụng giờ này một mấy giờ, trời ơi, tưởng 11 giờ mấy không. Hay là 1 giờ mấy. Cái sáng tên này nó ngủ nó ngủ gì nó thức sớm quá nên giờ nó ngủ chưa dậy. Mẹ kêu đừng nói chuyện với nó để cho ngủ, mà nó nhìn em hoài, nó cười hoài luôn, nó nhìn em cười á, em nói chuyện với mẹ nó. Mèo nói làm không biết ăn cái gì. Nó thì ăn, bà hỏi em có ăn bún vịt, bún măng vịt không, em nói em đâu ăn vịt đâu. Xong cái nó nhìn em cười hoài, cái bà nói mày nín đi đừng nói chuyện, nó nói bà hỏi người ta mà kêu người ta đừng nói chuyện, hỏi người ta trả lời, rồi con bà ngồi bà cười, con bà ngồi cười te tét gì anh đó. Sáng ra tự nhiên nó mở mắt ra nó nhìn thấy em cái là nức luôn à,
mà nói chuyện gì với nó đâu. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì tính năm nay sao sẽ buồn rồi. Suy nghĩ tìm ở nơi nhà mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Ê chết kìa,
Mình đi ăn đi cho nó ngon. Ừ. Anh để nó đi mang giờ nè. Ăn chứ. Nó bụng như chết mà ăn. Đi nước cho luôn hả? Ừ. Thương dữ ta. Cứ đâu mà ai hiểu. Này, tạo làm biến nấu cơm. Biến cơm gì? Em ăn buổi gì thôi, chiều nấu được rồi. Để coi chiều nay có nấu không nha. Có. Ừ. Hồi nãy bà Bảy. Bà Bảy. Bốn Bảy. Bốn Bảy. Trời ơi, bà đã bán nhiêu rồi, ăn về ăn thử cái này. Không ăn thử đi, để nó đi tính sao. Trời. Nó còn ngoài đó không? Đi chứ rồi. Thấy tại mấy xe đẩy thường khi quay là thấy ngon. À, thì mua là ăn thử coi, ăn ngon thì mua tiếp, còn mai mốt rồi không ngon. Thế nó ngon thì mai mốt mình đón mua tiếp. Ở đâu trời.
có không? Đó. Còn nhiêu vậy? 20. Mấy em có muốn ăn thử không? Thôi, ăn mì rồi. Ăn thử coi ngon không? Rồi cho em hút thử nước con miếng thôi. Thường người ta mới đánh giá là mấy bà bán xe đẩy là ngon hơn, phải không? Nhưng mà em ăn trên Sài Gòn gì á, mấy bà xe đẩy cái gì mà lại ngon. Vô mấy cái quán định mà lại dở ẹt à. Cái mùi vậy luôn á trời. Cái mùi nấm tôm vậy luôn á. Có vẻ được đó. Cái này giống như ăn giả chiến. Như mấy thằng mà bị vợ bỏ đói được ha. Hôm nay mình bỏ đói vợ cũng được luôn.
bấm dừng ok luôn á, nó bấm dừng giống cái hương vị của người miền Tây này. Bánh ghế ơi. Này chứ mà nó đi. Nó đâu ăn miếng chả này chứ nào. Chả nó ngon mà. Rau ít quá vậy. Thì chỉ mình xin thôi. Rau, rau cũng nhiều. Ờ, bên này, bên này. Ê, em đang quay đó. Bấm dựng cho em đi. Thấy em thấy nó bấm dựng không? Mm-hmm.